Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Phượng, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, Phượng là nhân viên tại Bưu cục thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, với nhiệm vụ nhận và gửi các đơn hàng theo yêu cầu của khách đến giao dịch, chi trả lương hưu hàng tháng. Nữ nhân viên này không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm và phát hành sổ gửi tiết kiệm cho người dân. Tuy nhiên, Phượng đã lợi dụng vị trí công tác để lôi kéo nhiều người dân gửi tiền tiết kiệm bưu điện. Thậm chí, khi không còn làm việc tại Bưu cục thị trấn Thịnh Long, Phượng vẫn tiếp tục tìm cách lôi kéo người dân gửi tiền. Phượng còn có hành vi làm giả sổ tiết kiệm bưu điện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Theo đó, Phượng đã làm giả 55 sổ tiết kiệm cho 15 người dân ở thị trấn Thịnh Long, chiếm đoạt tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Nạn nhân bị Phượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là trên 2,7 tỷ đồng.